Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel ở kênh của Trương Vlog. Thì hôm nay tụi mình sẽ đi ra đồng bắt cá nữa. Heo mình định là sinh tồn luôn nha các bạn. Giờ mình đi ra ngoài sinh tồn, ra đồng sinh tồn làm liều ở ngoài nha các bạn. Đi thôi. Đang vẽ bình bát nữa bạn. Hai mình mới vẽ. Nè, Hào mới vẽ được thêm trái bình bát nữa hả? Mà mấy mình không đem heo muối. Chúc mình mấy review cho bạn coi nha. Mấy cây tự mọc không nè. Cái đó ngậm mấy gian kẹo được á. Nè, kẹo đó, mang kẹo đó các bạn. Đó. Y như kẹo. Mình bát bằng sinh tố hay nè. Đi em ơi, mới chế xong. Hên mấy mình có đem heo cái túi. Nè. Rồi bây giờ anh em mình đi vô chổng. Nè con đây chai nước nè, hên có hủ này chai nước. Đây. Hồi nãy giờ là phải nói là đi nó các bạn thấy cái đường đó không? Nó con đường đó đó. Đi phải nói là ok, bây giờ thì anh em mình đến được cái khu mà để cắm trại ở gì để làm liều nè. Nè đây các bạn. Các bạn thấy không, mảnh đất nè, hơi bị rộng luôn. Đây. Mình review cái mảnh đất hơi bị rộng cho các bạn xem nè. Đây là hai chiếc xe của mình. Nè, chiếc xe này đạp vô đấy mấy cây số nó hang nảy khùng luôn rồi nè. Rồi bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa. Anh em mình sẽ đi bắt cá nè. Rồi mấy người này nó xuống nha các bạn. Giờ tụi mình đây là mấy người bạn mình mới về vô kênh nha các bạn. Mình không phải là nhân vật chính, bữa nay mình đi quay làm cameraman luôn. Mình là nhân vật chính các bạn, mình làm khi đột. Nè các bạn à, thấy không? Cái bãi đây là rất trống nè, các bạn nhìn trong cam nó nhỏ vậy thôi. Ra ngoài đây thì mới biết là cái bãi này nó bự cỡ nào. Rồi giờ thì mình đi làm nhà nha. Nay mình xuống mò nha các bạn. Bay gà dưới đất các bạn. Nằm dưới đi hơn nhiều. Bay đi hàng, bay đi bỏ cả. Chỗ nào có. Rồi, wow. Oh my god. Bé cái nắng quá bạn ơi. Ở dưới mát không? Thôi nhìn bơi lại nữa. Rồi chờ mát để bạn ơi. Ngay mò hang đi. Ở đây không có hang gì nữa bạn. Cạn quá mà. Ra tới đây nước mới đúng tới đủ có nè. Lên khúc trên đây nè. Giờ mình lên khúc trên nha các bạn. Đây. Giờ mình đi xuống nha. Khúc gần đây mò chắc có đó. Nó có cá nữa bạn.
có hang không? Không. Thế hoài luôn. À, cái gì vậy? Mình đi bắt cá nha các bạn. Mình lấy rồi mình trở tình mệt quá. Cho các bạn coi này, đây dỗ đi ra nè, 1, 2, 3. Thôi gọi chúng cam rồi. Rồi bị kinh thông không là nó chích lệ là mấy người nó bị vậy đó. Nó mà chích cái là nghĩ đăng nhập lại server luôn nha các bạn. Mình không có mạng thứ hai đâu, mình chỉ có mạng thứ nhất thôi. Không phải là game nha các bạn. Đừng ngẫu tưởng sức mạnh. Đoạn đường mình đang đi về nha. Rồi đang đi ra cái đường gì ngoài nha các bạn. Rồi làm sao mình ra lại? Rồi làm gì á? Chút là mất con. Ok anh em ơi. Mình bắt cái cá rô kiến rồi nha. Cái này là đâu đâu phải mấy mình giỡn luôn các bạn, cái này bắt thiệt sự luôn đó. Đây là cái con nhỏ nè. Đây là camera cameraman không chịu quay nha các bạn. Nó nhả xây liều nè. Đây nha các bạn. Đây. Mình là chiến công đầu con này nha các bạn. Con bự nhất của mình lại đây nha các bạn. Đây con bự nhất của thứ hai của tao. Rồi bây giờ anh em mình con của mình bắt nè. Con tao bắt nè. Ai bê nhúm lửa liền luôn đi, hơn hơi sình á. Đang đào đất nha. Đào đất nha các bạn. Đào đất chút nướng mấy con lưu ký người ngắn kìa. Mẹ đi vòng vòng mày quay á. Ok, mình nướng cá lô kiến nha các bạn. Cái liều mình gỡ bỏ luôn rồi. Quay xe hoài quay không được. Một cái lon. Khói quá trời khói rồi. Nào mình nướng xong mình sẽ quay nha các bạn. Giờ thì để cho best review nha các bạn. Chưa thấy tao cho thấy cái mặt cái bay cái chưa cái đó. Chưa có thấy nữa. Mà không có đem heo muối các bạn ơi. Ăn nó nhạt, ăn nó lạc màu lắm. Giỡn gì tao nữa các bạn ơi. Mình sẽ review nha. Đừng cứng cứng. Ơi, cái gì vậy? Mình háo cái động mạch này các bạn, nè. Đây cái đầu của nó nè. Đó. Đây là nó mắc cái mắt này nha các mọi người. Bên trong chút rỗng à. Ừ. Mình muốn chui. Mà cái này là không có muối. Không, cái này mà không có muối chán không mọi người. Cây. Cái này các bạn á, ăn với muối Tây Ninh hoặc muối nêm, trời ơi, thứ gì chịu nổi. Muối nêm là nhất. Thì miếng ớt luôn nha các bạn. Muối nêm là nhất. Rồi tất cả các bạn cùng ăn nha.
Ngon lắm bạn ơi. Như video trước mình nói rồi, thịt con này rất ngọt và chắc. Rồi anh em ăn đi. Mời cả các bạn cùng ăn chung với mấy anh em mình nha. Mời ra các bạn. Để mình lọc đây nhỏ các bạn nè, mình lấy cái đuôi dục tiêu cái đuôi đây, cái đuôi nó các bạn. Thấy không? Gan gút cái gì ta? Gan gút xương vậy. Không. Gút cái gì nè. Thôi gút về cậy gút luôn đi. Mình không gút là không gút nha các bạn. Mời các bạn nha. Đây là công sức hồi sáng giờ anh em mình làm đó các bạn. Mời bạn nha. Mời cả bạn cùng ăn chung với mấy anh em mình. Thịt ngọt lắm bạn. Chắc nữa. Rất chi là ngon. Có một cái khác nữa, thơm. Có một cái khác ăn lắng nó có bị gan muối vậy. Này mình rút yên rút con tôm luôn nè. Hãy nếu bạn thấy clip này hay hãy nhớ nhấn like, subscribe, chuông để ủng hộ anh em của mình. Còn bây giờ thì bye bye.